Ồ, xin chào các bạn, mình là Nguyễn Công Trình và hôm nay mình sẽ xin chia sẻ với các bạn trong cái loạt bài học tiếng Nhật của mình. Thì đây là cái phần nhật ký học tập của mình và mình chia sẻ với các bạn để cùng trao đổi kiến thức. Thì nội dung ngày hôm nay muốn nói đó là chào hỏi trong lần đầu gặp gỡ. Có ba câu nói trong lần đầu gặp gỡ mà mình đánh máy trước đây là xin chào, rất hân hạnh. Tôi rất vui khi được gặp bạn. Tôi đã nghe rất nhiều về bạn. Thì những câu này người đọc nhập sẽ nói như thế nào? Chúng ta cùng vào. Ví dụ như chúng ta câu đầu tiên nó là xin chào, rất hân hạnh. Thì người nhập sẽ nói là ha si mê ma si tê hay si mê master. Đấy, người Nhật sẽ nói như thế. Chúng ta nói trong cái bối cảnh nào? Chúng ta nói trong cái bối cảnh trang trọng. Muốn nói là tôi rất vui được gặp gỡ ạ. Thì chúng ta nói như thế nào? Cái phần nào mà mình đánh dấu là đóng dấu đánh dấu gạch ngang ấy, là những phần đó chúng ta đặt liền với nhau nhé. Oai dekite. Ngoài đây kia tệ Uresi Desu. Đấy, chúng ta nói như thế. Ngoài đây kia tệ Uresi Desu. Còn chúng ta nói là tôi đã nghe rất nhiều về bạn. Chúng ta nói như thế nào? Chúng ta sẽ nói là Ô Hanasi A Na Si Qua Yêu Cương. Qua 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 Yêu Cương. Quay yêu cư Kite imasu. Đấy, chúng ta nói như thế. Còn ngoài ra còn có một số câu nữa. Một số câu ví dụ như là chúng ta muốn hỏi danh tánh của họ, tên tuổi của họ thì chúng ta hỏi như thế nào? Ví dụ như là tôi xin mạn phép hỏi quý danh của bạn được không? Chúng ta sẽ nói như thế nào nào? Chúng ta sẽ nói như sau. Onamae O na ma e O O Utagae Ukagae Masu. Masu ka. Đấy. Tôi xin mạn phép hỏi quý danh của bạn được không? Là nói như thế. Ngoài ra ví dụ như là chúng ta có thể nói là ví dụ như mình chưa nghe rõ cái tên của cái người đối diện đang nói chuyện với mình muốn người ta nhắc lại thì mình bảo là xin hãy nhắc lại cho tôi một lần nữa với danh của bạn. Thì ta nói như thế nào? Ta nói là Mo Ichido
mô y chi đô mô chi đô ô năm a e e e o tiếp tục o o sa te o sa te o sa te kudasai đấy, chúng ta nói như thế. Chúng ta ngoài ra ví dụ như là muốn muốn nói rằng là mong rằng chúng ta sẽ trở thành những người bạn tốt thì chúng ta nói như là mong rằng chúng ta sẽ trở thành những người bạn tốt đúng không? Chúng ta sẽ nói như thế nào nào? Chúng ta sẽ nói là ô tomodachi tomodachi ni ni nari desu. Đấy, mong rằng chúng ta sẽ trở thành những người bạn tốt. Và tới đây thì mình cũng xin kết thúc cái buổi mà chào hỏi trong lần đầu đầu gặp gỡ đối với tiếng Nhật.